Chào mừng các em học sinh khối 8 đến với bài học trực tuyến của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Thì thầy hy vọng rằng với bài học này các em sẽ tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích. Thì sau đây thầy sẽ có một phần khởi động dành cho các bạn. Trên màn hình của chúng ta là bốn bức tranh vẽ màu. Thầy đặt số là 1, 2, 3, 4. Thì với bốn bức tranh này các bạn có thể cho thầy biết bốn bức tranh này vẽ về những thể loại nào? Thì bức tranh số 1 vẽ về một bé gái. Thì bức tranh này các bạn có thể thấy rằng, các bạn hãy đoán được rằng đó là bức tranh vẽ về thể loại chân dung. Với bức tranh số 2 vẽ về nhà cửa cây cối thì chúng ta thấy rằng bức tranh này thuộc thể loại phong cảnh. Và bức tranh số 3 gồm có hình ảnh và có nội dung, mang nội dung tuyên truyền về sự độc hại của thuốc lá, thì chúng ta thấy rằng bức tranh số 3 này thuộc thể loại tranh cổ động. Ở bức tranh số 4 vẽ về các hoa quả, đồ vật thì chúng ta thấy bức tranh này thuộc thể loại tĩnh vật. Thì trong bốn bức tranh này thuộc bốn thể loại khác nhau, và trong đó thể loại cổ động là thể loại mới mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, tiết 24, 25, bài 22 vẽ trang trí, vẽ tranh cổ động. Vậy thì với bài vẽ tranh cổ động ngày hôm nay, mục tiêu bài học của chúng ta cần phải đạt được đó là học sinh sẽ hiểu được nội dung, ý nghĩa và vẻ đẹp của tranh cổ động. Học sinh sẽ vẽ được một tranh cổ động mà theo nội dung mình đã chọn trước. Chúng ta bước vào phần 1 la mã, quan sát, nhận xét. Thì trên màn hình của chúng ta là xuất hiện bốn tranh cổ động mang nội dung khác nhau. Bốn tranh này đại diện cho những cái mảng nội dung lớn của cái bài tranh cổ động. Vậy thì với bức tranh số 1, bức tranh cổ động số 1, các bạn có thấy là nội dung nói về Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đây là bức tranh cổ động nói về nội dung chính trị. Bức tranh số 2 nói về bản sắc văn hóa dân tộc. Thì đây là bức tranh nói về nội dung về văn hóa. Bức tranh số 3 nói về căn bệnh mà đang hoành hành trên khắp thế giới, dịch COVID-19. Vậy thì bức tranh này nói về vấn đề y tế, về xã hội. Và bức tranh số 4 nói về gốm sứ Minh Long, nó là quảng bá về sản phẩm, giới thiệu về sản phẩm. Thì đây là những cái mảng nội dung mà chúng ta thường thấy tranh cổ động nó thể hiện. Vậy thì sau khi chúng ta xem tranh thì các bạn nào cho thầy biết tranh cổ động là gì? Tranh cổ động còn gọi là tranh áp phích hay tranh quảng cáo là loại tranh dùng để tuyên truyền những chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, tuyên truyền cho các hoạt động xã hội và giới thiệu sản phẩm hàng hóa, vân vân. Thì cái khái niệm về tranh cổ động này thì các bạn có thể ghi vào nội dung bài học của mình ở phần 1 la mã quan sát nhận xét. Trên màn hình là những tranh cổ động mà trên thực tế chúng ta thấy được ở trên đường phố, ở những nơi công cộng như công viên. Thì những cái tranh cổ động này thường được đặt ở những nơi như vậy, vì những nơi như vậy chúng ta thấy là có rất là nhiều người có thể xem được, có thể đọc được, và nó thu hút được sự chú ý của nhiều người, thì nó thể hiện được rõ được cái vai trò là tuyên truyền quảng bá của nó, truyền tải nội dung của nó đến với rất là nhiều người. Vậy thì tranh cổ động mà chúng ta thường thấy á, nó sẽ không có một kích cỡ nào, mà một cái quy định nào về kích cỡ cả, mà nó có thể tùy tùy thuộc vào cái nơi mà nó được đặt, to nhỏ lớn không quan trọng. Thì các bạn thấy là tranh cổ động thì có rất là nhiều kích cỡ khuôn khổ của nó. Về tranh cổ động thì nó sẽ gồm hai phần, đó là phần hình và phần chữ.
Hay là các bạn thấy lúc tranh cổ động nào cũng vậy, nó sẽ gồm hai phần, phần hình và phần chữ. Phần chữ sẽ giải thích rõ hơn cho cái nội dung mà nó tuyên truyền. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phần hình trước. Ở phần hình ảnh thì các bạn lưu ý giùm thầy, đó là hình ảnh trong tranh cổ động phải cô đọng dễ hiểu. Mà cô đọng dễ hiểu có nghĩa là sao? Có nghĩa là hình ảnh đó là được đơn giản, nó giản lược, bỏ bớt đi những cái chi tiết thừa, nó chỉ giữ lại hình ảnh đặc trưng riêng mà khi nhìn vào ai cũng có thể đoán ra được. Ví dụ như hình ảnh trong cái tranh cổ động Vì Mái Trường Không Có Ma Túy trên màn hình, thì các bạn sẽ thấy rằng là với cái hình dáng người thì chúng ta không nhất thiết phải vẽ chi tiết quần áo, tóc tai, mắt mũi miệng vân vân, mà chúng ta chỉ cần vẽ hình dáng chung của con người hoặc quy nó về với dạng hình học gần nhất là hình tròn, hình chữ nhật, hình trụ vân vân, thì người xem có thể được xem được từ xa là người ta đã đoán được cái hình ảnh là gì, nhìn ra được cái hình ảnh nó mang cái ý nghĩa gì. Đây chúng ta sẽ nói về phần chữ. Vậy thì phần chữ trong tranh cổ động, phần chữ mà để tuyên truyền cái nội dung, giải thích rõ hơn cho phần hình ảnh, thì phần chữ này nó sẽ không có quá dài đâu các bạn, nó ngắn thôi, ngắn gọn, rõ ràng, dễ đọc. Và cái kiểu chữ của nó thường là cái kiểu chữ chân phương, có nghĩa là cái kiểu chữ in hoa nét đều đó các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta đi ngoài đường, chúng ta chạy xe mà hai bên đường lớn á, nó thường có những cái tranh cổ động thì không phải ai cũng dừng lại để xem tranh cả, để đọc cả, mà chỉ cần trong vài chục giây người ta chạy lướt ngang qua thôi thì người ta đã có thể đọc được. Chính vì điều đó chữ phải ngắn gọn, dễ đọc, và cũng như là cái kiểu chữ phải dễ nhìn, không phải là kiểu chữ mà uốn lượn hoặc là hoa mỹ. Nói về màu sắc, màu sắc trong tranh cổ động thì trên màn hình thầy cho các em xem một bức tranh cổ động về dịch Covid-19, thì các bạn thấy rằng là màu sắc trong tranh này, trong tranh cổ động này sử dụng rất là ít, nó chỉ có 3 màu thôi, đỏ, đen và trắng. Vậy thì trong tranh cổ động thường người ta sử dụng những cặp màu tương phản hoặc là những cặp màu bổ túc, những cặp màu gây ấn tượng mạnh với người xem, và họ không sử dụng quá nhiều màu, chỉ cần những cặp màu tương phản đặt cạnh nhau thôi, thì các bạn thấy rằng là hình ảnh thể hiện rất là rõ, nội dung thể hiện rất là rõ. Và các bạn lưu ý rằng là trong tranh cổ động chúng ta hạn chế sử dụng nhiều màu nha các bạn. Tiếp theo chúng ta bước vào phần 2 La Mã, cách vẽ tranh cổ động. Thì ở phần 2 La Mã, cách vẽ tranh cổ động này nó cũng không có khác gì nhiều so với cái phần mà vẽ tranh đâu. Thì chúng ta cũng có những bước sau đây. Thứ nhất là bước 1, tìm hiểu nội dung, có nghĩa là chúng ta tìm và chọn nội dung mà chúng ta phải vẽ. Ha các bạn ha. Thì ở đây thầy chọn cái tác hại của thuốc lá với con người. Thì sang bước 2, bước 2 là bước tìm mảng hình là mảng chữ, có nghĩa là bước bố cục hình á, bố cục đó, chúng ta phân mà sắp xếp cái mảng hình nằm ở đâu, mảng chữ nằm ở đâu trong tranh. Thì các bạn lưu ý là mảng chữ thường nó chiếm 1 phần 3 trong cái tranh cổ động và 2 phần 3 còn lại là phần hình. Và bước 3 là cái bước mà chúng ta sẽ vẽ chi tiết hình ảnh cũng như là kẻ chữ và chúng ta vẽ màu. Thì đó là 3 bước của bài vẽ tranh cổ động. Thì sau đây thầy sẽ cho các em xem thêm một số hình ảnh về tranh vẽ cổ động của những bạn học sinh hoặc là những cái tranh mà thầy sưu tầm được để cho các bạn xem, để các bạn có thể tham khảo và chúng ta rút kinh nghiệm. Chúng ta có thể vẽ về những cái đề tài về môi trường, về đề tài về ủng hộ giờ trái đất, hoặc là đề tài về ma túy. Thì các bạn lưu ý giùm thầy, phần hình ảnh cũng là phần chiếm cái diện tích trên bức tranh của mình rất là nhiều, khoảng 2 phần 3, phần chữ thì là 1 phần 3. Và các bạn cố gắng là vẽ cái mảng chữ, kẻ chữ cho rõ ràng và lựa cái kiểu chữ chân phương thôi. Tiếp theo là một số hình ảnh về tranh cổ động, về y tế, về bảo vệ nguồn nước, về dịch bệnh virus virus corona. Chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều, có nhiều bạn là chúng ta sử dụng rất là nhiều màu, nhưng mà cũng có những bạn là chúng ta sử dụng ít màu. Nhiều màu hay ít màu ở đây thì tùy theo ý thích của mọi người, nhưng thầy cũng khuyên các bạn rằng là chúng ta
sử dụng ít màu thôi và nên lựa những cái màu tương phản để làm nổi bật cái phần hình ảnh cũng như là phần chữ và tạo ấn tượng mạnh đối với cái người xem. Chúng ta bước vào phần ba la mã thực hành. Thì phần ba la mã thực hành này các bạn phải vẽ cho thầy một bức tranh cổ động. Còn nội dung như thế nào thì là do các bạn tự chọn. Thì ở đây thầy cũng gợi thí ý cho các bạn một số cái nội dung. Ví dụ như về giải cứu những cái loại hoa quả nông sản của Việt Nam chúng ta, hoặc là về cái dịch Covid-19 hiện đang xảy ra trên rất là nhiều nước trên thế giới, thì chúng ta có thể vẽ để cùng nhau tuyên truyền về việc bảo vệ sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh. Thì tranh cổ động này các bạn thể hiện trên khổ giấy A4 giúp thầy. Với chất liệu thì chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều loại chất liệu, màu sáp, màu bột, màu nước, hoặc những bạn nào mà chúng ta có thể vẽ trên máy tính qua những cái ứng dụng phần mềm, ví dụ như Paint, Corel, Photoshop hoặc là AI tùy các bạn, thì các bạn cũng có thể vẽ trên máy tính và sau đó gửi cái file vẽ qua cho thầy. Ở phần dặn dò thì thầy hy vọng rằng các bạn sẽ hoàn thành bài vẽ của mình và sau đó các bạn có thể chụp bài vẽ của mình gửi qua cho thầy với các kênh như là Zalo, Facebook và Gmail. Các bạn xem trước bài học sau dùm thầy, đó là bài tiết 26 vẽ trang trí lều trại. Ra thì các bạn đọc trước cái nội dung cũng như là xem trước hình ảnh trong sách giáo khoa để chúng ta có thể tiếp thu bài một cách tốt nhất. Thì bài học trực tuyến ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng rằng với bài học này các em sẽ có nhiều kiến thức bổ ích và có khoảng thời gian vui vẻ. Mọi câu hỏi thắc mắc cũng như là bài vẽ mà các bạn đã hoàn thành thì các bạn có thể gửi qua cho thầy các kênh như là Zalo, Gmail hoặc Facebook. Thì khi các bạn gửi câu hỏi hoặc bài tập của mình thì các em cần ghi rõ họ tên và cũng như lớp học của mình để được thầy ghi nhận một cách chính xác cũng như là trả lời một cách sớm nhất cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học trực tuyến tiếp theo.